Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Các bạn thân mến, Tin Mới từng làm nhiều video nói về góc nhìn của người Trung Quốc đối với Việt Nam ta. Nhưng hôm nay có một bài viết rất đáng chú ý mà chúng tôi nghĩ không thể không gửi đến cho các bạn bởi vì nó có rất nhiều giá trị tham khảo đối với chúng ta. Đây là một bài viết của một tác giả có bút danh là Trần Kinh, đăng trên báo điện tử Người Quan sát của Trung Quốc. Trần Kinh là thành viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung Hoa Đại Phong Vận. Tác giả này đã viết như sau: vài năm qua, nền kinh tế thế giới, gồm cả nền kinh tế Trung Quốc, gặp phải một số vấn đề. Tốc độ tăng trưởng phổ biến là giảm xuống do chiến tranh, dịch bệnh nhiều nơi, một số nước rơi vào tình trạng nguy cơ. Trong bối cảnh này, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trở thành một điểm rất sáng. Giữa lúc tăng trưởng kinh tế của cả thế giới nói chung chuyển hướng giảm xuống trong mấy năm gần đây, thì kinh tế Việt Nam lại tăng trưởng mỗi năm cao hơn năm trước. Báo The Economic cũng đề cao về sự phát triển nền kinh tế Việt Nam và hy vọng Việt Nam có thể thực hiện được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao như Hàn Quốc. Các đề cập của báo The Economic đối với nền kinh tế Việt Nam là tương đối đơn giản. Nó là đề cập đến sự tăng trưởng rất khá của Việt Nam trong quá khứ. Từ năm 1990 trở đi, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng. Sau đó là nói đến việc mở cửa thương mại và không có nhiều các nhà phân tích chuyên sâu nên có cảm giác tương đối ảo. Bài viết này của tôi sẽ phân tích sâu động lực cùng triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam để chỉ ra 20 năm qua. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam khá cao là vì điểm xuất phát quá thấp. Động lực của sự phát triển tốc độ cao chủ yếu là đầu tư nước ngoài. Giới hạn trên của nền kinh tế này là trình độ như Malaysia và giới hạn dưới là Thái Lan. Trong Thế chiến thứ hai, Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Năm 1940, Nhật Bản xâm lược Việt Nam, khi đó chính phủ Pháp đã đầu hàng Hitler, nên họ cũng ký điều ước với Nhật để cả hai cùng áp bức tàn khốc đối với Việt Nam. Sau Thế chiến thứ hai, Việt Nam kháng chiến chống Pháp và có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Người Pháp thất bại, người Mỹ nhảy vào thay, nước Việt bị chia hai chiến tranh tàn khốc. Hoa Kỳ rút đi vào thập niên 1970, Việt Nam lại dựa vào Liên Xô, sau đó đưa quân vào Campuchia và Trung Quốc phát động chiến tranh đánh Việt Nam. Xung đột biên giới Việt-Trung kéo dài cho đến cuối thập niên 1980. Trong nhiều thập kỷ, những cuộc chiến tranh lớn nhỏ cứ kéo dài mãi không hết, cho nên đất nước Việt Nam nhỏ bé bị ảnh hưởng rất nặng nề. Khách quan mà nói thì không có cách gì vực dậy nền kinh tế. Năm 1980 là thời điểm thấp nhất của nền kinh tế Việt Nam. GDP bình quân đầu người chưa được 100 đô la Mỹ, là một trong những nước nghèo nhất thế giới, luôn phải chiến tranh là một vận đen. Thời kỳ đầu chủ yếu là tội ác của các đế quốc như Nhật Bản, Pháp, Mỹ, sau đó là cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Trong thực tế, với tố chất cơ bản của người Việt Nam, không đến nỗi là nước lạc hậu nhất thế giới, chỉ là do tác hại của chiến tranh quá lớn. Năm 1986, Việt Nam đã học hỏi Trung Quốc đề ra chiến lược cải cách mở cửa, bắt đầu bước vào chính đạo. Trong thực tế, Việt Nam và Trung Quốc rất giống nhau, không ít văn kiện chính sách đều là học hỏi Trung Quốc, đã học tập miễn phí không ít bài học kinh nghiệm của Trung Quốc. Cải cách của Việt Nam cũng đã thực hiện được gần 350 năm, thời gian không phải là ngắn, xác thực thành quả không ít. Báo The Economic cho biết, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau năm 1990 chỉ đứng sau Trung Quốc, cho nên đã gây ra rất nhiều sự chú ý. Việt Nam là một quốc gia không có nhiều rắc rối về các vấn đề tôn giáo. Người Kinh là tộc người chính, chiếm 86% dân số toàn quốc. Vấn đề xung đột sắc tộc rất là ít. Trong số các nước đang phát triển thì người Việt Nam được giáo dục cơ sở rất tốt, cũng rất chăm chỉ. Phụ nữ Việt Nam lại càng chăm chỉ hơn, quản lý cũng dễ hơn, chi phí trả lương thấp. Trong công xưởng, họ là lực lượng lao động tương đối tốt và Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền tương đối ổn định, không có vấn đề đảng đối lập, không có các vấn đề thay đổi lớn. Đây là những đặc điểm và dư luận phương Tây không đề cập đến, nhưng thực tế là có lợi cho sự phát triển kinh tế. Điều này giống với Trung Quốc, đây là những điều đã đảm bảo cho Việt Nam có thể thực hiện được sự tăng trưởng kinh tế trong suốt 30 năm qua. Nếu đem so sánh Ấn Độ và Việt Nam, có thể nói các mặt cơ bản này của Ấn Độ không bằng Việt Nam. Từ GDP bình quân đầu người, Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ. Từ nay về sau, khoảng cách này giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ càng ngày càng xa. Dĩ nhiên là dân số Ấn Độ lớn hơn rất nhiều, là một đất nước có nền kinh tế cấp đại lục. Điều này thì Việt Nam không so được. Chính phủ Việt Nam mạnh mẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng nhà máy, tạo lập môi trường đầu tư ổn định.
So với nhiều quốc gia thì có một số chính sách ưu đãi, sự can thiệp cũng tương đối ít, nhờ đó đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng dần thành một xu hướng, kết quả thực sự rất tốt. Trong thời đại toàn cầu hóa, gần như các nhà máy công nghiệp trước tiên nghĩ đến ý tưởng sản xuất ở Trung Quốc tiêu thụ trên toàn cầu. Vì các lý do khác nhau, cũng có một số công ty xem xét ở các nước khác, chẳng hạn như chiến lược Trung Quốc cộng 1, là không nên đem tất cả tài sản đặt hết vào Trung Quốc, cần phân tán các rủi ro, hoặc là do chi phí lao động của Trung Quốc đang tăng mạnh, hoặc hành động giống như chính sách Nam Tiến của Đài Loan. Vì vậy, Việt Nam là một lựa chọn tương đối tốt, lãnh thổ đất nước không xa biển, tiện lợi cho vận tải biển, cách Trung Quốc cũng không xa, từ Trung Quốc chuyển đi cũng đều rất dễ dàng. Việt Nam không khác nhiều so với Trung Quốc, đó là hai miền Nam Bắc rõ rệt. Với hai thành thị trung tâm lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng giống như Thượng Hải và Bắc Kinh của Trung Quốc. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu được chia làm hai ở phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc chủ yếu là Hàn Quốc, còn phía Nam chủ yếu là Nhật Bản và Đài Loan. Những năm tháng phát triển này của Việt Nam, công ty Samsung có đóng góp rất to lớn. Samsung đã đạt 1/3 năng lực sản xuất của mình ở Việt Nam. Ở miền Bắc Việt Nam, một nửa tăng trưởng xuất khẩu dựa vào Samsung, 99% sản phẩm điện tử xuất khẩu là của Samsung. Tình hình kinh tế Việt Nam trong 2 năm qua không phải là xấu, và tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu trong quan hệ giao dịch, buôn bán với nước ngoài cũng rất cao. Vì vậy, tỷ giá đồng Việt Nam cũng tương đối ổn định so với đồng nhân dân tệ, còn tăng giá trị, trong khi 2 năm nay tỷ giá giảm phổ biến ở các nước đang phát triển. Do đó, từ góc nhìn xuất nhập khẩu mà nói thì sự phát triển của Việt Nam tương đối tốt. Bởi vì có rất nhiều nhà máy nước ngoài, người Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội việc làm. Người Việt Nam đặc biệt thích uống cà phê, cũng giống như người Trung Quốc thích uống trà. Bên đường có rất nhiều tiệm cà phê cũng như các quán cóc. Bạn luôn có thể ngồi xuống uống 1-2 ly và trò chuyện thoải mái. Tôi cho là mức GDP của Việt Nam và Ấn Độ không hơn kém nhau nhiều, nhưng mức sinh hoạt thì lại tốt hơn rất nhiều. Với mức sinh hoạt, người Việt Nam tiếp cận mức của Trung Quốc, còn Ấn Độ vẫn còn quá nhiều yếu kém về điều kiện sinh hoạt của dân chúng nghèo ở hạ tầng. Trước đây, lưu truyền, truyền thuyết cô dâu Việt nói rằng người Việt Nam nghèo lắm, người ta phải nhập cư bất hợp pháp vào Trung Quốc để làm thuê. Nên hiểu rằng đó là tình hình của một số vùng nghèo của Việt Nam, chứ không phải là tình hình chung của tất cả. Việt Nam bây giờ hơi tương tự như trình độ phát triển của Trung Quốc. Vào cuối thập niên 1990, dân thành thị sinh hoạt được cải thiện rất nhiều, dĩ nhiên là vẫn còn một khoảng cách lớn với các nước phát triển. Từ các chỉ số kinh tế mà nói, cuộc sống thường nhật của người Việt Nam nói chung là cũng dễ dàng, tất nhiên là trừ ra những vùng hết sức khó khăn, đây là điều không có gì là lạ. Người Việt Nam không hoang đàng, không náo loạn, không nổi xung đột tôn giáo, thật thà, làm thuê kiếm tiền thì tự nhiên điều kiện cũng không kém, sống qua ngày cũng không có gì là khó khăn. Đảng Cộng sản Việt Nam chú ý giữ ổn định chính trị và kinh tế, nhưng cũng cách tân mở cửa mang lại liều thuốc kích thích cho các thành phần kinh tế. Từ một nguyên lý kinh tế mà xét thì là một tổ hợp chính sách không tồi. Và Trần Kinh kết luận rằng trên đây là một số mặt tốt của nền kinh tế Việt Nam mà người Trung Quốc không hiểu rõ lắm. Bởi vì những mâu thuẫn từ lịch sử và hiện tại, có khả năng người Trung Quốc nhìn Việt Nam với con mắt tương đối thấp. Nhưng trong thực tế, trong số các nước đang phát triển, chỉ trừ Trung Quốc ra, Việt Nam tăng trưởng tốt hơn mọi nước khác. Chỉ số tăng trưởng kinh tế và mức sinh hoạt đều là chân thực. Sau đó thì Trần Kinh đi phân tích các vấn đề hạn chế của Việt Nam. Ở đây chúng tôi xin tóm lược lại 4 vấn đề chính. Một là sự thất bại của các mô hình đơn vị kinh tế quốc doanh. Trần Kinh viết, nhà máy đóng tàu quốc doanh lớn nhất của Việt Nam là Vinasin. Một thời đã từng là tập đoàn đóng tàu lớn thứ tư thế giới, chẳng ngờ tổn thất 4 tỷ đô la không thể không kinh hoàng. Các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam gặp khó khăn trùng trùng trong phát triển, nhiều lần nghe những mất mát rất lớn, đến nay vẫn chưa có biện pháp nào tốt. Người Trung Quốc tự nhiên là không thấy là lạ với việc này, bởi vì doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc cũng gặp không ít căn bệnh giống như vậy. Tiếp theo, Trần Kinh cho rằng người Việt Nam không có tư tưởng quyết tâm tiến bộ mà dễ rơi vào tâm lý tự thỏa mãn cầu an. Tác giả này viết, các tập đoàn doanh nghiệp trung ương Trung Quốc khi khuếch đại địa bàn có khi bị công kích là quốc tiến, dân thoái, là tiến hành lũng đoạn thị trường, là trào lưu phản động của kinh tế thị trường. Nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc đã tích cực tự nâng cao trình độ công nghệ, bắt tay vào đổi mới bản thân. Họ đã lớn tiếng la hét tự phê bình rất nghiêm khắc, giống như họ rất lạc hậu, rất nguy cơ. Trong khi đó, ở các nước đang phát triển như Việt Nam, những điều này là chuyện không thể tưởng tượng được. Ở các nước này, khi các tập đoàn quốc doanh phát triển, các doanh nghiệp độc lập không có một chút sức cạnh tranh, cũng không có một chút hy vọng. Vậy thì đâu có chỗ để tự phê bình? Phê bình là để chỉ ra những mong muốn sẽ bắt tay vào việc gì, trong một phương pháp tranh luận chính xác.
không phê bình chính là bỏ cuộc. Đây là vấn đề của Việt Nam. Đàn ông và phụ nữ của Việt Nam đều không có hùng tâm, tráng trí, có thể làm thuê kiếm sống qua ngày là được rồi. Hãy bắt tay và khởi nghiệp bất cứ công ty ở mảng nào. Nếu việc không có khả năng liền bỏ, không cân nhắc nữa. Việt Nam không phải là một nước nhỏ, thực lực yếu mà là không có chí khí. Hàn Quốc chỉ bằng một nửa dân số Việt Nam, diện tích lãnh thổ chỉ bằng 1/3 Việt Nam, nhưng tham vọng của họ thì rất là lớn. Họ đã ra sức phát triển, tạo ra một số ngành công nghiệp rất lớn. Từ thập niên 1970, xác lập ý chí và bắt đầu thực hiện, cuối cùng thì Hàn Quốc đã tạo ra không ít ngành công nghiệp lớn. Nếu không có tham vọng thì không thể có nhiều thành tựu. Điều này cũng đúng. Ngay cả trong Thế vận hội, Hàn Quốc từ lâu đã khao khát giành huy chương vàng, nên họ đã có một số dự án đào tạo bồi dưỡng như xạ thủ bắn cung. Do đó, họ có một số ưu thế và mỗi kỳ Olympic đều có thể giành được một số lượng huy chương vàng nhất định. Đó là một cường quốc về thể dục. Trong khi đó, người Việt Nam đối với huy chương vàng Olympic cũng không có quyết tâm mãnh liệt, đầu tư cũng không nhiều. Để kết luận cho phần nói về hùng tâm tráng trí này, Trần Kinh viết, quốc dân không có hùng tâm tráng trí, không có lòng kiêu hãnh và kiên nhẫn trong nội tâm, vội tìm cách cầu an tâm, thậm chí là an bần, lạc đạo, kỳ vọng vào thế giới bên kia thì không thể nghiêm túc làm việc đại sự. Điểm yếu thứ ba của Việt Nam là dựa quá nhiều vào đầu tư nước ngoài. Trần Kinh viết, phân tích cẩn thận kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ thấy tỷ lệ xuất khẩu của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 70%. Các doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước cũng xuất khẩu khá nhiều, nhưng chủ yếu là nguyên liệu, tài nguyên. Nghiêm trọng hơn, có nhiều phần xuất khẩu được tính vào doanh nghiệp trong nước là ảo. Bởi vì có những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn tránh các rắc rối nên đưa tiền cho người Việt Nam đứng ra làm tư cách pháp nhân, nên tưởng là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Do đó, phần xuất khẩu thực sự của người Việt Nam không có bao nhiêu, rất không lạc quan. Hệ quả của việc này, theo Trần Kinh là tuy tổng con số kim ngạch thì to, nhưng thực chất tự bản thân Việt Nam là không kiếm được bao nhiêu tiền. Ông này viết, đầu tư nước ngoài ở Việt Nam dựa trên cơ sở giá nhân công thấp trong các ngành gia công lắp ráp. Do vậy, kim ngạch xuất khẩu tuy đạt đến 150% GDP, nhưng số tiền ở Việt Nam không là bao nhiêu. Đất nước nghèo, cá nhân nghèo, rất nhiều việc đều không làm được. Vì vậy, khi đến Việt Nam, bạn sẽ phát hiện sinh hoạt của người dân địa phương không phải là khốn khổ, nhưng người dân cũng không có dư dật bao nhiêu. Cơ sở hạ tầng của cả nước làm chưa xong vì không có tiền để làm. Điểm yếu thứ tư, theo phân tích của Trần Kinh, là nạn tham nhũng. Trần Kinh viết, ở Việt Nam có một lỗ hổng lớn là nạn tham nhũng. Nói về tình trạng này cũng không kém Trung Quốc. Trung Quốc có rất nhiều tham nhũng, nhưng không công khai đến mức như Việt Nam. Tham nhũng ở Việt Nam có thể được xem là một hiện tượng văn hóa. Nghe nói việc nộp tiền được xem là phí cảm tạ. Điều này là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Trung Quốc, vì chỉ ít đại bộ phận người Trung Quốc không chấp nhận đạo lý này. Tình hình này khiến cho mọi người rất phiền, dù là người trong nước hay người nước ngoài đều không cảm thấy hài lòng. Và cuối cùng, Trần Kinh kết luận rằng, bởi vì các khiếm khuyết cơ bản, sự phát triển của Việt Nam không có cách gì để đột phá khỏi giới hạn trên của nó. Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt qua giới hạn dưới có thể may mắn tiếp tục tăng trưởng, một thời kỳ sau đó có thể tiếp cận giới hạn trên của nó, nhưng sau đó muốn tiếp tục tăng trưởng sẽ phải gặp một loạt trở ngại sâu xa. Các bạn thân mến, trên đây, kênh đã trích được lại một số ý kiến chính của tác giả Trần Kinh trong bài viết rất dài của anh ta đăng trên tờ báo điện tử Người Quan sát của Trung Quốc. Những chỗ đánh giá, khen chê của Trần Kinh là góc nhìn của anh ta với tư cách là một người nước ngoài nhìn vào nước ta. Trong một loạt các chỗ khen chê của Trần Kinh, chúng tôi nhận thấy anh ta đã có đánh giá sâu sắc khi nhận xét về tham nhũng và sự thiếu hùng tâm tráng trí của người Việt là hai trong số các điểm yếu. Quả thật, người Việt ta đã có rất nhiều người có xu hướng cầu an. Điều đó thể hiện rõ nhất ở xu hướng chấp nhận bỏ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ để chạy và làm nhân viên trong các cơ quan nhà nước cho ổn định an toàn. Thực tế này đã kéo dài trong suốt nhiều năm qua và đến nay vẫn còn đang tiếp diễn. Tệ tham nhũng ở nước ta cũng là một vấn nạn mà chưa có phương thuốc nào để giải quyết căn bản. Chúng tôi thiết nghĩ vấn đề cơ chế chạy trọt với nạn tham nhũng có mối quan hệ rất mật thiết. Khi đã bỏ ra vài trăm triệu đến cả tỷ đồng chạy vào một vị trí, người ta sẽ phải tìm mọi cách kiếm thêm các khoản ngoài lương để bù đắp khoản tiền chạy trọt. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Đối với những người có chức, có quyền, hình thức tham nhũng càng phong phú hơn, có thể ăn hối lộ, ăn tiền lót tay để ký một quyết định nào đó, hoặc có thể nhận tiền để sắp xếp công việc nhân sự. Nếu mà có một cuộc điều tra xem giữa cơ chế xin cho với tham nhũng, cái nào là hệ quả của cái nào, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn cũng không tìm ra được đáp án chính xác. Bởi lẽ xét theo cơ chế cung cầu, có những người thích vào làm cơ quan công quyền thì mới có những người bán quan chức. Nhưng ngược lại,
nếu người dân không thấy một nghề nào đó hoặc một vị trí nào đó quá dễ kiếm sống những khoản tiền ngoài lương thì có lẽ họ cũng chưa hẳn là đua nhau chạy vào các cơ quan nhà nước. Một vấn đề khác có liên quan mật thiết đến sự thiếu hùng tâm tráng trí của người Việt đó là kể từ thế kỷ thứ 10 đến nay, dù luôn luôn phải chống Trung Quốc nhưng hễ cứ đuổi được giặc phương Bắc về rồi là các triều đình nước ta lại học tập cách tổ chức theo mô hình của triều đại phương Bắc. Cả 10 thế kỷ liền, người Việt chỉ lấy Trung Quốc làm hình mẫu phấn đấu. Thực tế chứng minh rằng khi ta lấy một ai đó làm hình mẫu thì ta làm sao có thể vượt qua được họ, vì ta mãi mãi chỉ là cái bóng của họ mà thôi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói ra ý rằng, thế hệ cha anh đã đấu tranh giành độc lập, trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh là của thế hệ mai sau. Ngày nay trên mạng có rất nhiều người tuyên bố, nếu Trung Quốc đánh Việt Nam tôi sẵn sàng chết vì Tổ quốc, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng chuyển ngọn lửa nhiệt huyết ấy sang hướng phấn đấu làm giàu cho bản thân, để một ngày nào đó thu nhập bình quân đầu người của chúng ta bằng hoặc vượt qua Trung Quốc. Lúc đó dân giàu thì nước mạnh, thế và lực của Việt Nam cũng sẽ thay đổi nhiều trong so sánh với Trung Quốc, khiến cho họ phải kiêng dè chúng ta hơn. Cá nhân chúng tôi suy nghĩ rằng đó là kế sách lâu dài. Vững chắc hơn là việc thắt lưng buộc bụng và bán tất tần tật tài nguyên khoáng sản để mua vũ khí phòng thủ như hiện nay. Video của kênh xin dừng ở đây. Các bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.